Đó các bạn ạ, thấy chưa? Đó, đây là chiếc xe 145 triệu. Đó, cầu đẩy, cầu 5 tấn với lại ben. Đây các bạn, hiện tại bây giờ là mình đã xuống đấy rồi. Lúa này bây giờ là thời đại mới các bạn ạ. Bây giờ là chuột ắt chuột nó, con chuột nó ăn nó từng mảnh nha các bạn ạ. Đó. Đó. Xe hôm nay mình gặt được mấy chục con nhỉ. Chuột to to bự bự bằng tay các bạn. Bự cánh tay các bạn. Đó. Gặt ở đây, từ đây. Đó, đây khu vực này thôi này. Còn đây là từ cây chuối kia lên tới đây là đó, là lúa nhà mình các bạn ạ. Đó, chưa chín các bạn ạ. À, khoảng tầm 10 ngày nữa sao các bạn. Tầm 1 hết thôi. Chưa chín. Như là đây là chắc cả 2 tuần tới các bạn ạ. Nhờ. Mình nhưng mà nó không đều các bạn ạ. Nếu mà đều thì bên kia nó chín rồi kìa. Đó. Còn mấy bên này thì nó chưa chín này. Trời ơi lạ thật đấy chứ. Đó, xe đang chạy xuống kia các bạn. Đó, xe mà mình đã từng quay vừa rồi đó các bạn. Đó, bây giờ xe xuống rồi ha. Đó, bây giờ gặt thôi. Mình thì mục tiêu mình đến đây là mình bắt con chuột về nướng các bạn ạ. Đó, thế thôi. Mong các bạn đón xem được mấy chục con ha. Bắt được mấy chục con, mình nghi là chắc không được mấy chục con thôi. Đó, ông đang lái xe các bạn. Đó, thấy chưa? Đó, nhìn xe gặt lúa điện thoại chưa? Năm vừa rồi mình review thì chiếc xe vẫn còn đẹp ha, còn bây giờ là tanh bành rồi. Đó, bay nóc rồi các bạn. Đó, nhờ ông tài xế lái xe vãi sao các bạn. Ủi hết đá, ủi đá luôn, bờ ruộng, ủi bờ ruộng luôn. Xe làm sao chịu nổi đúng không? Xe toàn nhùm nhựa làm sao chịu nổi được. Đó, đó trước khi gặt lúa mấy anh làm đàng hoàng các bạn, cho nó gặt lúa sạch sẽ hơn các bạn. Đó, lấy cái gì á, cái rơm rạp ở bên trong xích đồ các kiểu các bạn. Đó. Đó, các bạn có hiểu ông anh đang nói không các bạn? Đó, ông kia nói là mua xe này làm gì, thả mua chiếc xe kia 3-400 nó ngon hơn. Đó, mua chiếc xe này thì đó, làm ăn không được gì hết. Đó, hư một cái bờ lòng là coi như là mình mất mấy thời gian rồi đúng không? Đó, thả mua cái xe lớn nó cái sống này đôi khi là về nhà không biết tiền chạy đi đâu các bạn, tại vì sửa đồ đạc các kiểu luôn á, nhong nhiếc này, thấy đồ tùm lum bây giờ là banh xác rồi đó. Các xe này hết năm nay coi như là đi bờ đời luôn các bạn, là qua núi luôn đó. Tụi anh em ghê các bạn ạ. Đó, mình đi chạy đi mua bánh mì ăn đã đói tại nhà hết gạo các bạn ạ. Đó, bây giờ gặt lúa thì đợi có thể là nếu mà trời như này thì có thể lâu mới được ăn đó, ăn cơm thì mới gặt làm sao ăn được đúng không? Đó, tội nghiệp ghê á. Đó, vừa nhỏ nó vừa ăn nhiều nữa các bạn. Vừa nhỏ vừa đen nữa. Đó, đó, ăn. Đó, bánh mì Hà Nội đàng hoàng nha, mua từ Hà Nội á, mang về Đắk Lắk á, đâu phải yến đâu. Đó. Ăn phải tân hướng đàng hoàng nha. Em mới đà, em mới đà đó. Hôm nay quên một mua một lon sữa hả? Châm sữa ăn ngon nhỉ. Đó. Yes. Về nhà lấy hai con gà đốt đi. Đó, bây giờ được mấy bao nhỉ? 1 2 3 4 5 được 6 bao của bạn ạ. Nhưng mà bao này thì chưa đầy các bạn ạ. Đó. Nhưng mà gặt chưa được một sào nhá. Thấy lúa hơi trúng đấy, năm nay hơi trúng á. Thì được rồi. Đó. Đó. Thì vậy là ngon rồi các bạn nhỉ. Đó, lúa đặc. Đó, chất lượng. Cái hạt cái chất lượng quá. Đó. Đó, đông người kìa. Đó các bạn ạ, thấy chưa? Đó, đây là chiếc xe 145 triệu. Đó, cầu đẩy, cầu 5 tấn với lại ben. Đó, đây là xe này là đặt ben về phía trước nha các bạn nhé, không phải là đằng sau gầm xe nhé. Đó, vì là mình sẽ review cho các bạn nha. Đó, xe nhìn rất là cuộn.
không có gì để nói luôn các bạn ạ. Chất luôn, nhìn rất là đẹp, rất là ok. Đó, đó thấy chưa? Đó, mình không biết làm gì, mình review cho các bạn xem ha. Đó, đó cái bộ tơi này, cái bộ đầu này, nhìn rất là chắc luôn. Đó, thấy chưa? Xì, rất là lớn luôn. Đây là tơi đằng sau. Đấy, thấy chưa? Đây là Essen, cắt đất mình là Essen. Đây. Đó, đây là. Đây đây, đặt bên ở bên này nhỉ bạn nhé. Đó, đây là cái cần này. Đây là cái cần bên này. Đó, đây là hợp lý. Đó, thấy chưa, rất là hợp lý luôn. Đó, mà bên ở đây nè. Đó, mình đặt cái này này, vô bên luôn. Đó, thấy chưa. Đó, cái đây là bình nhỏ. Rất là bình nhất. Đó, rất là ok. Yeah. Mà nói chung mà đó, đây là cũng thương hiệu Đại Phát nha các bạn nha. Đó, bên đó là có hai cực khí Đại Phát các bạn ạ. Đó, thấy chưa, rất là đẹp luôn. Đó, còn đây là ông chủ xe các bạn. Đó, xe nhìn rất là ok luôn. Cái này là cái cây mà trong mà cậu cây đằng sau á, cái cổ đồ các kiểu á, tại vì cái này là ráp cho các bạn. Đó, có chứ mà để như vậy là đi nó ồn ào, nó mất bình tĩnh, mất cảm giác phê của cô xe êm của bạn ạ. Đó, thế là chơi ráp thì nó hay hơn, rất là hay luôn, mình thấy cũng hợp lý các bạn. Đó, thì nói chung là mình xe này thì mình không biết chỗ nào để review luôn các bạn ạ. Nhìn vô cái lỗ này. Đục vô cái lỗ là kéo được tời, là kéo tời được sau anh nhỉ. Đó. Cái lỗ này nó vừa luôn. Lỗ này này, lỗ như này nè. À, đúng rồi. Ông hay hai nhỉ. Mà cái xe này hình như là thang hơi lốc kê sao các bạn? Đâu rồi? Không phải thang hơi lốc kê mà thang hơi có lốc kê không ta? Từ 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 ngắm luôn. À, hình như không có đó các bạn. Đó, xe này dùng thang tay. Đó. Này này, đa này này cầm. Đây đó, đây là đèn xi nhan đồ các kiểu luôn. Rửa kính đa này. Rửa kính đồ. Rồi cái gì nữa không ta? Nippo mất đài. À, Nippo luôn. Lốc tuần đà. Đó, đê. Nhưng mà xe này là không dùng ô tô nha các bạn nhá. Tắt tắt khóa là coi như là tắt máy, là tại vì ông ấy không muốn rạp cái đó, rạp cái đó thì cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu. Bình thường. Đó. Cái gì nữa nhỉ? Không, xe này là không tắt được. Mua cái cục cái gì á. Được. Thôi, mình không có chỗ nào để review nữa các bạn ạ. Tại vì sao? Sẽ không có chỗ nào để review luôn. Đó. Các bạn mà muốn làm ben thì cứ, đúng rồi. Các bạn muốn làm ben thì cứ để ở đây nhá. Các bạn hỏi mình thì mình trả lời được nhá. Đó, các bạn bạn nhớ like cho mình nha, nhớ chia sẻ video của mình nha. Đó, mình chia sẻ cho bạn được. Chỗ này là đẹp nhất. Đó. Gọi khi mà nó hư á thì mình dễ thay, mình không chùi cái vô gầm xe, mình tháo cái bộ gì đó, bộ ben á, mệt lắm. Đó, bây giờ là mình làm việc tiếp. Đó, xe đó đẹp, không chỗ nào review nữa các bạn ạ. Đó, vô ăn cơm đi ông ơi. Đó, bây giờ là mình review luôn, cơm canh thì chỗ nhà mang cơm gì, canh gì các bạn nhá. Chắc cơm trắng á, canh đen sao á. Nè, để họa cho thôi này nè. Apple cặp quay cái nuôi này này. Mơ block. Mày ra hoạn này mày mày này này. Roberto có lốt đêm này này, thất nghiệp là này, dính bộ bóng đá là này này. Lắc đuồn đồm. Lắc đuồn đây. Tự dịch dân ngàn thiếu là thiếu men lắm này. Đã đục đục mơ tới cái bị đi đã đu đã tới nà đâm mê tới cái bị đe phụ bị hư hạ đu mơ tới kia alo tới kia bao lên bao lên tới cái xin nó ai cái mơ đó này nè gặm cho mà vui mơ cái mơ xin nó nụ này đi cô hiểu đó này chắc là bị bịt lạ spin lại เฮ็ดแม่อย่างนี้ซอมมันมีพอดๆได้ออกอย่างนี้คือมันบ่ายหลบบ่ายหลบ
ไปไปงานไปไปงาน